Dạ em chào tất cả các anh chị, em là Ngô Nhật Linh. Em sinh sống tại Đà Nẵng và hiện tại em đang kinh doanh cửa hàng quần áo thời trang trẻ em tại Đà Nẵng. Những tháng gần đây khi mà dịch bắt đầu bùng phát mạnh ấy, thì em không có bán hàng nữa. Em tạm thời đóng shop, chỉ có ở nhà thôi. Cho nên là mình cũng rất là rảnh rỗi. Tận dụng những cái khoảng thời gian mà rảnh rỗi đó thì em muốn xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trên 3 nền tảng xã hội, đó là TikTok, Facebook và YouTube. Một ngày đẹp trời tình cờ em lướt Facebook thì em lại thấy bài đăng về khóa học thử thách tạo ra kịch bản triệu view của anh Lê Chí Linh. Trước khi mà đăng ký cái khóa học này ấy, thì em cảm thấy rất là đắn đo và suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì em là một người hướng nội, em rất là ít nói, bình thường em rất là ít nói. Đấy, các anh chị thấy không, hiện tại em nói nó cũng rất là lát bắp, không giỏi ăn nói. Diễn xuất của mình nó cũng không có giỏi, vì trước giờ mình cũng đã bao giờ diễn xuất lần nào đâu. Cái giọng nói của mình cũng là giọng vùng miền của Đà Nẵng nữa. Mình rất là ngại, tại vì mình sợ là mình nói người ta sẽ không có nghe rõ. Em cũng tự ti về cái ngoại hình của mình là nó không có được xinh đẹp xuất sắc như những anh chị diễn viên, người mẫu. Thì em đắn đo là mình như vậy thì làm sao có thể tạo ra được một cái video triệu view trên các nền tảng xã hội đó được. Sau khi đăng ký cái khóa học này và sau một khoảng thời gian dài được làm việc cùng với anh Lê Chí Linh, suy nghĩ của em thay đổi khác hoàn toàn so với trước đây. Và hiện tại thì em tin rằng những cái vấn đề như là diễn xuất này, ngoại hình này, rồi giọng nói này, nó không còn là vấn đề đối với em nữa. Em đã biết được cái cách làm sao để tạo ra được một cái video triệu view rồi. Thì bây giờ những vấn đề đó nó không còn quan trọng nữa. Nó không phải là trở ngại và rào cản lớn nhất để mình có thể tạo ra được những video triệu view. Và sau khi hoàn thành cái khóa học thử thách tạo ra kịch bản triệu view của anh Linh, thì em đã bắt tay vào áp dụng ngay và luôn. Áp dụng những cái gì mà mình đã học được từ anh Linh. Và sau 2 tuần xây kênh TikTok thì em đã có được 2 video triệu view. Những cái video kia thì đều là hàng trăm ngàn view trở lên cả. Cuộc sống của em nó cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ có là bây giờ bạn bè hay trêu chọc mình là hot tiktoker kìa. Cái công việc kinh doanh của mình hiện tại thì chưa có thay đổi, tại vì mình mới xây kênh mà. Mình chưa có hoạt động nhiều, chỉ mới 2 tuần xây kênh thôi. Nhưng mà em tin rằng chắc chắn trong vòng 12 tháng tới thì công việc kinh doanh của mình nó sẽ thay đổi, doanh thu của mình sẽ tăng trưởng mạnh và cái tiền quảng cáo, tiền chạy quảng cáo hàng tháng của mình sẽ giảm đi, tại vì mình đã có thương hiệu cá nhân rồi và đã được nhiều người biết đến mình hơn. Đối với những anh chị mà còn đang ngần ngại tham gia cái thử thách tạo ra kịch bản triệu view này ấy, thì em nghĩ rằng các anh chị nên đăng ký ngay và luôn đi. Tại vì ở trong đó nó đã có những cái công thức sẵn rồi, mình chỉ có áp dụng vào và làm đều đặn mỗi ngày thôi. Em là một người hướng nội và nhút nhát như thế này mà em còn làm được thì tại sao các anh chị lại không? Và một điều cuối cùng mà em muốn nhắn gửi đến tất cả các anh chị là TikTok nó càng ngày càng khó làm hơn, cho nên là các anh chị phải bắt tay vào làm ngay và luôn, ngay bây giờ hoặc là không bao giờ. Các anh chị nghĩ rằng mình có thể làm được thì chắc chắn rằng các anh chị sẽ làm được. Cố lên!